Rồi, ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh top 1 triệu Loron của mình nha. Đây 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 đây, bắt được không? Rồi khó nha, thôi mình chỉ bắt đỡ này đi. Ok, vẫn được một mạng cho mình luôn. Thì đầu game thêm mình ép quá ép rồi các bạn. Em mình thì trận này bích cái tốc biến lên chơi luôn. Em mình trận này bích cái ba pháp sư được. Mình đi sẽ boss nha. Ấy gì anh map hả? Ơi anh này lỗi lần trình này mấy bạn ơi, chứ không phải hết map đâu. Mình nói chơi nha. Rồi thì trận đấu này thì là sẽ là Lily. Ủa lộn, đi rắc sẽ đối đầu với lại Ryuma trên đường top. Còn mình sẽ đi support đối đầu với Yudu với lại Yon nha. Violet. Thôi 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 thôi. Còn Natalia sẽ đối đầu với lại Ryze nha. Thì nãy giờ là mình thấy Natalia cũng làm thằng cà lòng hoàng lắm đó. Ôi mình chưa kịp hồi chiêu 1, từ từ. Để cho nó lên cao cái mình chưa kịp hồi chiêu 2. Giờ mình hồi chiêu 2 cái là mình nhảy vô mình bắt Yon liền các bạn. Mà nó mới về mất tiêu rồi. Ôi thôi 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 thôi, rừng theo mình sẽ là Bustolai nha. Bustolai sẽ đối đầu với lại sờ lim nha, tem mạng tới 2 AD rồi. Cái là tem mạng sẽ ra đầu game sẽ không khỏe như tem mình đâu bạn. Đấy, câu đây câu đó câu đó câu đó, chạy đi rồi ơi, con quay lại bắn nữa rồi sao đi. Lỏ thiệt chứ, mà nó chạy ra được rồi còn quay để bắn nữa. Ôi mình phải tiến về cái không được được, mình phải ra mình thủ trụ mới được các bạn ơi. Mình còn ăn xương rồi thủ trụ được nha. Rồi có giải luôn rồi, bắt vô luôn nè. Thôi còn ăn xương, còn ăn xương rồi 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 rồi, rồi. Thôi từ từ thôi, ta là xong rồi. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Lại vét thì bán vét đi. Ôi kìa, nó nhảy qua tường kìa. Ôi ôi, ông bút tôi bà lai ôi. Ừ, đứa kia, hai. Ôi, hai mạng quá thơm. Chiếc bù kêu luôn, chiếc bù kêu luôn. Rồi, chiếc bù kêu. Còn gì nữa đâu, rồi. Canh trụ quá lâu. Ở lại. Thôi, như gì được nha các bạn. Có thể là lấy được cái trụ này luôn nè. Rồi, hoa trụ nha. À, trụ đường dưới, còn trụ đường trên thì lại được cái trụ của đường đường top nha các bạn. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, đánh, 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 cậu nè, cậu nè, cậu nè. Kìa. Ôi, điều cầu ló vậy. Ôi, nó quay lại nó chọt kìa. Rồi, lụm nó luôn, lụm nó luôn. Lụm nó luôn. Rồi, ok, một mạng cho mình luôn các bạn coi. Né được công ty của thằng Yudu rồi. Thơm thơm thơm. Từ nha. Rồi, từ 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 từ. Từ, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, vô vô vô. Rồi, quá đẹp. Rồi, có thể là lấy được cái trụ này luôn nè. Lính vàng vô lấy cái trụ này đi, lấy, bắn trụ, bắn trụ, bắn trụ, bắn trụ, bắn trụ. Rồi, đây, bắn trụ. Trời ơi. Làm cái chi vậy? Rồi, xong luôn, xong luôn. Vô nè. Không được, không được, không được, được rồi chưa, không được, không được, không được, không được, được. Bắn nè. Thôi lôi 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 lôi. Ê, ui, từ từ từ, mình có giải nha, mình còn giải nha. Đánh nữa hả? Ôi, ôi, tìm nó đồng như vậy mà còn lao vô nữa. Đâu có sai của thằng Ryuma với lại thằng Salim đâu. Và nó là mất sai Salim, mà một là Salim đi vô farm, hai là nó đi về. Để nó hồi máu thì pha đó, nếu như mà lao vào tranh thằng Selim mới ra là nó bắn hết. Thầy dùng hết chiêu rồi các bạn. Selim nó farm là nó cũng đi farm nó cũng hồi máu được đó. Dế luôn rồi, quá hay rồi. Thôi kèm bạn trận này có vẻ như cũng kiểu như cũng đánh nhồng ra nhiều lắm nha. Rồi cũng phải thở oxy với Dr. Blight. Ủa cái Dr. Blight nó quét quá vừa quét rồi kìa.
thì nó băng trụ nó bánh kiểu hôm nay rồi xem kiểu đây. Ôi không được các bạn ơi, rồi qua lấy trụ lên. Xin. Giải rồi. Rồi qua đó không lao vô, mình còn giải mà, mình còn hồi máu cho bạn nè. Quá luôn á, bắn đi. Ôi, ông AD này. Ông AD này rõ mấy lần rồi nha. Rộng nè. Ủa, Nata lên giày kiểu gì vậy? Nata không lên mới lên có được cái giày sơ cấp hả bạn? Mới được cái giày đầu tiên à? Mới lên lên đồ. Đồ hồi sao chạy khỏi cái chiêu cuối là hiệu đủ. Tém bên đâu. Rồi lụm nó nè. Rồi quá thơm. Tuyệt nhẹ lên cao nha, Violet tuyệt nhẹ lên cao chỉ lên bắn thôi. Mình này phải giải quyết sớm mới được ke cho rừng tem mình để mà vào quét nha bạn. Rừng tem mình vào quét là thì sắp bối rồi ôi luôn. Các bạn cũng khó. Thôi về ăn kinh công đi mấy bạn ơi, được rồi. Đánh gì được rồi, về ăn kinh công đi, lấy lợi thế đẩy đường nè. Từ từ nha. Để cầu tóc biến nha, cậu vô rồi. Ôi lụm luôn John. Bắt ok hai đứa luôn. Ôi dính, cái chán quần YouTube rồi. Ôi mình không hạ được bất thằng Rishi mấy bạn. Ôi lấy chủ thôi, win, tem bạn lên bảng ba ngữ cho win đi, bắn chủ vô mình bán đồ rồi nó lấy chủ rồi hả, hết rồi làm gì vậy, bắn chủ kìa. Trời ơi thằng AD cho mình làm cái gì vậy. Trời ơi, thằng AD nó làm cái gì vậy? Trời ơi, thắng bại là tại đồng đội là ở đây nè các bạn. Tem tanh cho như thế rồi mà chủ vẫn không lấy được cái chủ. Đó, trong khi cái chủ còn chưa được nửa cái máu nữa các bạn. Trời ơi 5 đánh 2 mà để cuối cùng lại nằm lại 4 mạng. Nhưng cái chủ nó không bắn làm cái gì á. Hồi nãy cái pha lấy chủ đầu tiên cũng vậy nữa. Đó anh em coi đó. Mà nhiều khi anh em nói tôi nói pha đó yếu máu rồi sao mà đánh được. Mà trong khi tem đánh chủ hết rồi đó. Đó anh em coi có phải không. Rồi ok lầm được của mạng yêu đu luôn. Nghe cái tình huống mà pha trụ mid đầu tiên á, đó trụ mà nó không bắn, nó đứng nó quằn hoài nó không bắn, không lấy được cái trụ nữa. Mà trong khi thằng đi rắc nó dựng khiên rồi, anh em thấy đi rắc nó dựng khiên nó đỡ đam cho một núi đam luôn, rồi cuối cùng nó quằn nó không bắn cái trụ, rồi pha lúc nãy pha vừa rồi cũng vậy, không bắn trụ mà làm cái gì á. Đánh hỏi sao không cây cú. Hợp đồng đội như gì vậy thôi chịu luôn rồi. Thôi lùi không được đâu rồi. Cậu nè cậu vô nè coi lụm một thằng nè. Rồi lụm là người vô luôn. Rồi ép vô.
ép vô, ép vô, ép vô, ép vô. Lính lên, lính lên. Win luôn đi chứ còn gì nữa. Thôi về, về. 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 Đó anh em thấy chưa? Thấy chưa? Nó đi lộn lên kiểu đó đó. Rồi 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 bây giờ nói gì nữa giờ? Đó, mình có nói quang cho nó không? Anh em coi thử coi. Nó cầm con chấm máu gì đó mà nó không đi về. Trong khi tem nó lùi về hết trơn rồi. Nó còn gán nó lộn lên nó bắn nữa. Anh em coi đánh như bút bẩn không? Chủ thì không bắn mà yếu máu thì không chịu về. Rồi bây giờ mình lại phải mua là phụ trợ nữa anh em. Hai tình huống này ép trụ không lấy trụ được, bây giờ do nó bắn được rồi. Do nó bắn chỗ này rồi sao chịu nổi. Đó, nó bắn kìa. Rồi nó bắn kìa, nó bắn chỗ đó rồi. Rồi tem nào chịu nổi. Win thì không chịu win. Cầm AD thì trụ thì không bắn. Nó lộn lên kiểu đó đó. Rồi. Trời ơi, tí nữa dính của bướm ảo là lên bảng nữa rồi. Rồi pha này xong luôn. Rồi thua luôn hả chứ. Rồi mất hết dàn trụ luôn. Hồi nãy dàn trụ còn nhóc hết trơn bây giờ. Mất hết dàn trụ luôn rồi, mất được siêu cấp luôn. Rồi. Đó rồi, rồi nhiều ông nói tôi sao đánh Lorion thì support rồi. À, không support được cái gì cái đổ thừa tôi nữa đó, trong khi đó đây nè, đó tôi quay cho anh em coi đó, rồi anh em coi anh em phân định sao đó, anh em thấy thế AD đem mình đánh máu chiến không. Rồi hai hói lùi đi, bỏ đi. Ôi vô nó bắn kìa. Ôi nó tốc biến hay vậy. Nói trong khi ha là ép cầm 3 pháp sư nha, trận trước là 4 pháp sư. Nó là win đó là đánh mới có mấy phút à. Là ép nát đường trên bảng hết trơn là win, chứ win được nha. Lúc đó AD bắn khá là tốt nha. Nói lấy trụ đồ ổn thỏ đồ luôn nha. Bọn này 3 pháp sư anh em thấy không? Đép ép đường nát hết trơn gì đó mà. Đó, thấy không anh em thấy không? Thấy nó di chuyển chưa? Rồi vừa mất kinh công rồi đó anh em. Rồi đó coi như là mất kinh công là coi như là toan rồi đó. AD giờ đâu được chơi, đâu được bắn đâu. Thôi. Mong chung. Rồi, ê, có thể phản được vô danh nha. Từ. Thôi mình chắc sẽ không bán hỗ trợ đâu, mình muốn bán nhưng mà thôi mình không sẽ không bán đâu, mình giữ lại các bạn. Đây còn thằng yêu đu. Nè anh em coi nè, hồi AD lộn lên nè. Nè nó lộn lên hồi nó chết nữa nè. Đánh kiểu gì tôi không hiểu luôn. Cái lộn lên của người ta là người ta cầm Fearless, người ta lộn lên để người ta né đam. Đó, nó lộn lên, nó lộn ngay chiêu của thằng yêu đu. Với lại nó lộn ngay chiêu của Rishi, hoặc là nó lộn ngay cái chiêu 1 của thằng John, hoặc là cái vô tận tên của thằng John. Đó, rồi tí nè, rồi được một thằng lụm nó đâu ở đây mất ơi.
Thôi lùi đi. Ghiêu đu nó lên phun thủ luôn rồi nè. Rồi Rishi nó lên cả quân chân trôi lẫn cái khiên huyền thoại luôn. Hàng gì mấy quỷ này nó trâu khiếp thì chứ. Sắp đam rồi nó không không được. Chúng vậy gì không lẽ giờ mình phải lên thêm cái xuyên giáp nè. Thôi bán đồ luôn. Bán đồ chắc lên thêm một món thủ nữa anh em ơi. Món thủ để mở giao tranh tiếp thôi chứ giờ thấy khó khăn rồi đó, khó khăn chồng chất khó khăn rồi đó. Rồi, bây giờ mình quyết định lên vùng miền hay kết để sóc dồn nha. Dồn thì chắc chắn là bây giờ là nó có độ nó lên hồi sinh được anh em. Nên là bây giờ chỉ có cố gắng là sóc dồn thôi. Nó có hồi sinh rồi đó. AD mình cũng có hồi sinh luôn, bây giờ chỉ sóc dồn để lấy được cái giáp phòng mệnh của nó để AD mình được bắn không. Không biết AD mình có được bắn không nữa. Đây là câu nè. Thôi. Thằng Butterfly bây giờ nó mỏng như giấy vậy anh em ơi. Là nó trâu bao nhiêu bây giờ nó mỏng như giấy rồi, lùi. The old Lorion no longer exists. Qua này giống mất kinh công nữa rồi. Vì má đẩy đường dưới nha kìa. Em nó câu nha. Kiểu AD luôn. Từ từ. Ui mình bị choáng. Bay vô. Vẫn không kế được con công các bạn ơi. Thôi lùi đi hết đồ ơi. Lùi. Trời ơi còn quay lại xả chiêu nữa. Rồi thằng AD cho mình nó lộn lên kìa các bạn. Nó lộn vô ngay thằng AC nó bắn luôn. Thánh thần thiên địa đụng ơi. Thôi hết biết nói gì với thằng AD cho mình luôn rồi. Trụ thì không bắn mà lộn thì lộn ngay vô ngay chiêu của tem bạn không. Thôi này thua vừa anh em ơi, xứng đáng à. Thôi thật rồi. Để luôn.